Đền và Lăng, Kinh Dương Vương, nơi thờ vị vua đầu tiên của đất nước, nằm bên triền sông Uốn Lượn mang tên Thiên Đức thuở xưa, tức sông Đuống ngày nay, khu di tích lịch sử thờ vị thủy tổ của nước ta đang lưu giữ những giá trị văn hóa và lịch sử quý báu, nhưng vẫn chưa nhiều người biết rằng đây là một trong những di tích vô cùng giá trị, mang dấu ấn vị vua đầu tiên của nước Việt và kinh thành cổ Luy Lâu. Dấu tích xưa bên dòng Thiên Đức, đứng trên đê thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nhìn về phía con sông Đuống sẽ thấy một vùng cây cối tốt tươi, những cây sạc cừ cổ thụ cành lá xum xuê, cây hoàng lan xòe bóng xuống khu lăng mộ của vua Kinh Dương Vương, vị thủy tổ mở ra các triều đại vua hùng. Nhiều năm qua, người dân thôn A Lữ đã trông nom gìn giữ khu di tích này. Theo ban quản lý di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương, thần phả sắc phong và sử sách còn lưu lại cho thấy thần nông lấy nữ long sinh ra đế viêm, đế viêm sinh ra đế minh, đế minh đi tuần phương nam sinh ra lộc tục, lộc tục là bậc thánh trí có tư chất thông minh, sức khỏe phi thường, tài đức hơn người. Đế minh phong cho lộc tục làm vua cai quản phương nam, xưng là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương lập nên nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất 2879 trước công nguyên, đặt tên nước là Xích Quỷ, tên một vì sao sáng đỏ rực ở bầu trời phương nam trong dải ngân hà. Kinh Dương Vương đóng sở ở Luy Lâu, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày nay, rồi rời đô về Việt Trì, Phú Thọ và xây dựng kinh thành. Kinh Dương Vương lấy thần long sinh ra Sùng Lãng, núi vua cha xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra Hùng Vương. Kinh Dương Vương tạ thế vào ngày 18 tháng Giêng tại Khúc Khang, bộ Vũ Ninh nay Bắc Ninh ngày nay. Nhân dân địa phương đã lấy ngày giỗ vua thủy tổ để tổ chức lễ hội. Lăng và đền Kinh Dương Vương được các vương triều xưa trùng tu tôn tạo nhiều lần, kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Năm vua Minh Mạng thứ 21 1840, lăng được trùng tu. Đây là nơi lưu lại những giá trị dấu tích xưa với bia mộ Hoành Phi Câu Đối, Nam Bang Thủy Tổ, tức thủy tổ của nước Nam, Nam Tổ Miếu nhớ thờ ông tổ nước Nam, Bách Việt Tổ vua tổ của nước Nam. Đền còn thờ Lạc Long Quân, Âu Cơ. Lăng và đền được xếp vào loại miếu thờ đế vương của các triều đại. Năm 1949, đền và lăng bị thực dân Pháp tàn phá. Nhân dân địa phương đã đấu tranh bảo vệ phần lăng mộ của tổ tiên cùng các khắc phong đồ thờ. Đến năm 1993, Bộ Văn hóa ra quyết định công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Từ đó đến nay, khu di tích này được nhân dân thôn A Lữ và tỉnh Bắc Ninh gìn giữ. Trước tiên xin được giới thiệu với du khách về cái địa chỉ của quê hương chúng tôi là thôn A Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh,
và rất vinh dự cho địa phương chúng tôi được giữ gìn, trông coi, phụng thờ hương khói, đền thờ và phần mộ của tổ tiên. Tên húy của nhà ngài là Kinh Dương Vương Húy Lộc Tục. Và nói đến Kinh Dương Vương thì phải nói rằng Kinh Dương Vương là vị hoàng đế đầu tiên của nhà nước Việt Nam, là người khai thiên lập quốc, ra nước Xích Quỷ năm xưa cách đây 4898 năm, và chính là nước Việt Nam chúng ta ngày nay. Kinh Dương Vương là người sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ mở ra thời đại các vua Hùng, có nghĩa rằng vua Hùng Vương gọi người bằng ông nội. Từ hàng ngàn năm xưa, nơi đây có những đền chùa miếu mạo nguy nga thờ cúng. Theo lịch sử để lại thì địa phương chúng tôi được thờ phụng ngài Kinh Dương Vương ở đền thượng, ngài Lạc Long Quân ở đền trung và bố mẹ Âu Cơ ở đền hạ. Những năm 47-50, thực dân Pháp mở rộng xâm lược đồng bằng, chúng bắt nhân dân phá đền chùa miếu mạo để xây đồn đốt. Xong với sự linh thiêng của nhà ngài và với sự gìn giữ của nhân dân, vẫn giữ được một số các tư liệu đồ thờ cúng rất quý. Cụ thể ở trong đền thờ vẫn còn những cỗ ngai thờ các ngài nguyên vẹn với lối kiến trúc độc đáo điêu luyện, những bộ hoành phi câu đối mang những dòng chữ rất có ý nghĩa, như bức hoành phi Lam Bang Thủy Tổ có nghĩa là ông tổ của nước Lam, hoặc Lam Tổ Miếu có nghĩa là miếu thờ cụ tổ của cả nước, hoặc những bộ như vậy là hoành phi thần tiên thiên tử hoặc hải khoát sơn tràng, đều mang những ý nghĩa lịch sử về thờ cúng cái các ngài tại nơi đây. Và những bộ thờ cúng như những bộ gươm trường bát biểu dùng để thờ cúng cũng như khi hành lễ rước lễ hội, với cái lối kiến trúc và những cái bố trí về hình thức rất đặc biệt, nó thể hiện những sự nghiêm trang, những sự trân trọng thờ cúng khi hành lễ rước. Và còn trong đền thờ vẫn còn lưu lại 15 bộ sắc phong của triều đại phong kiến công nhận nơi đây là cái di tích lịch sử. Và trong những cái bộ sắc phong ấy thì cũng vẫn còn ghi lại những cái dòng chữ tòng tiền phụng sự, có nghĩa là hết đời nọ đến đời kia nối tiếp nhau thì ghi lại công ơn của tổ tiên. Với những cái di tích lịch sử vẫn như tư liệu vẫn còn quý hóa vẫn còn lại thì nhà nước công nhận địa phương chúng tôi là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993, và cho đến bây giờ thì sở phòng văn hóa huyện Thuận Thành cũng như sở văn hóa du lịch tỉnh Bắc Ninh đang lập hồ sơ đề nghị với nhà nước để công nhận nơi đây lên di tích lịch sử đặc biệt của nhà nước. Lễ hội chúng tôi được nhà nước cấp tỉnh huyện quan tâm, và lễ hàng năm lễ hội kéo dài từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng âm lịch. Hàng hơn chục năm nay lễ hội được nhà nước quan tâm và lan rộng cả một vùng. Năm nào các vị lãnh đạo đảng và nhà nước cũng về dâng hương và khai hội, nhân dân chúng tôi rất phấn khởi và
trong lĩnh vực tâm linh thì lễ hội càng được nhà nước quan tâm, và nhân dân chúng tôi thì trẻ già trai gái thì đều phấn khởi và vui mừng, đều nhiệt tình đóng góp trong lĩnh vực trong lễ hội, làm cho lễ hội ngày càng đông vui và trở nên lễ hội rất là trang trọng, rất là lớn. Chúng tôi nhân dân chúng tôi cũng rất là phấn khởi và tin tưởng vào cái sự quan tâm của nhà nước như sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp.